chương trình nghệ thuật về miền ví dặm, chỉ đạo nội dung Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, chỉ đạo thực hiện Sở Văn hóa, Thể dục, Thể thao hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, kịch bản và tổng đạo diễn nhà viết kịch Vũ Hải, phó tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Tiến Dũng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu, tổng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Văn Quang, biên tập dân ca An Ninh, biên tập và phối khí âm nhạc Mai Kiên, Nguyên Hoàng Vũ. Về xứ Nghệ, anh đã về thăm nhà bác làng Sen, ngôi nhà thuở thiếu thời bác ở. Nghiêng nghiêng mái lợp bao đời mưa nắng, chiếc giường tre quá đơn sơ, vòng gai ru mát những trưa hè nắng rát. Sinh thời giàu dự cương vị cao, trọng trách lớn, nhưng lúc nào bác Hồ cũng đau đớn nỗi nhớ quê hương. Câu ví dặm đã nghe qua lời ru của bà của mẹ từ thuở ấu thơ, đã bôn ba theo bác Hồ trong suốt cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Những năm tháng cam go chèo lại con thuyền dân tộc, cho đến những phút cuối của cuộc đời, câu ví dặm quê hương luôn là nỗi nhớ khôn nguôi. Một khúc dân ca sâu lắng quê nhà, đêm sông lam dạt dào sóng nước vọng câu đò đưa
Ta có nhiều câu hát dân ca hay lắm, phải biết khai thác, phát triển nó lên. Chúng ta phải biết tiếp thu và phát triển âm nhạc dân tộc, phải tuyên truyền, phân tích cho mọi người cùng cảm nhận được cái hay, cái đẹp của dân ca, dân vũ. Chẳng còn nắng nào như nắng ở miền Trung. Cái nắng làm cho bánh cu đơ cong cong, khó giật trời nắng lừa. Câu ví dằm nằm nghiêng như vệt khứa, trên cát và dưới nắng, chói chang. Yêu em, yêu quê mình xứ nghề, câu hát chắt chiu từ điệu hò điệu ví, giữa nắng gió ngợp trời vẫn sâu lắng mênh mông. Có phải vì em là dòng lan dài lụa uốn quanh, nên người nghề quê ta mới ân tình như thế? Có phải vì em là núi hồng quanh năm bốn mùa thông reo và kể, nghệ sĩ quê mình khí phách hiên ngang? Con sông chở che những xóm làng, nắng soi núi hồng bên bờ xanh cỏ mọc. Thuyền ai ngược xuôi điệu hò khoan nhặt, sông Lam gọi anh về với đất, với trời thơ. Chợt nhớ quê hương, nghe em hát dân ca xứ nghệ, câu hát ru như một thời thuở bé đưa ta về bên bài tuổi thơ xưa. Điều ví quê hương giữa bồn bề bận rộn, đất quê mình con nghèo lắm người ơi. Sao điều ví cứ nghĩa tình thế, nào nào
khát sông quê, ai đi xa mồ đó nghe thân thương như dòng sông thua nhỏ, ai là ai quen sao nỡ không về. Với những người lao động, câu ví dặm thay cho những điều muốn nói mà bình thường không thể cắt thành lời. Những cuộc hát ví là nét sinh hoạt văn hóa mà họ vừa là chủ thể và đồng thời cũng là người thưởng thức. Ví là câu hát dài hơi, không có nhịp, theo vần của những câu thơ lục bát. Ví là hát vói, tức là vói từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Hát đối ca, hát giao lưu trên đồng ruộng. Ví cũng có nghĩa là so sánh ví von. Dặm thì theo thể thơ 5 chữ một câu, theo dòng ve một cổ 5 câu, đến câu thứ 5 thì dặm lại, lặp lại câu thứ 4. Dặm thông thường là kể chuyện với nhau. Ở xứ nghề, loại hình lao động nào cũng có hát ví. Người chèo thuyền trên sóng nước có ví đò đưa, người đan lá rổ rải có ví phường đan, người đi cùng có ví phường cùng, người kéo vải có ví phường vải. Cứ theo nghề nghiệp còn có hát ví phường vàng, hát ví phường nón, hát ví phường cấy, hát ví phường gặt. Trong các loại hình hát ví thì ví phường vải nổi trội hơn bởi sự đối đáp thấm thủy và tinh tế. Từ những cuộc chơi đầy ngầu hứng của những người nông dân, các cuộc hát ví dặm đã bước lên một tầm cao mới khi có sự tham gia của các nhà nho nhiều chữ nghĩa. Các nhà nho tham gia với tư cách là người gà câu hay còn gọi là bẻ chữ. Có sự tham gia của các nhà nho nên ví phường vải vừa duyên dáng trữ tình, vừa cao sang vừa dân dã. Theo cha ông kể lại, trước đây đình làng Trường Lưu có các văn nhân đến đây hát như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu. Các trai làng phù cần cùng đến đây hát ví với các gái Trường Lưu. Gái Trường Lưu vốn đã đẹp người và có giọng hát rất hay, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.
Nguyễn Du thường băng qua sông Cài, Cửa Trèm, núi Hồng Linh, vượt qua lau lách rầm rì về hạt đối, hạt giao duyên về cả cô gái Trường Lưu. Ở đó có hai cô gái xinh đẹp, hạt hay, thường gọi là Trường Lưu nhì nữ, đã làm cho Nguyễn Du ngây ngất. Lúc ấy Nguyễn Du còn là một nho sinh từ phường Nón Tiên Điền, cách đó cả chục dặm đường đã lùi bùn bơi sông tìm sang. Từ những cuộc thăm chơi đi hạt, sau này chàng nho sinh phường Nón Tiên Điền đã viết nên truyền kiều bất hủ, trong đó có những vần thơ mang hình bóng quê hương. Nỗi riêng nhớ ý tưởng nhiều, sóng sóng đè nẻo lan kiều lần xa. Nào, chúng mình cùng đến dự đêm phường vải của câu lạc bộ dân ca đất Trường Lưu. Hỡi là người ơi, tần tần rập ranh vì chứng kéo sợi mới chính ra phương. Nguyệt xa cánh ở trường dân ba ô ngồi ở cậu lại. Cậu ơi, cậu hình như đến làm chứng lý luôn cậu à. Cánh ngờ cười sâu đan hạt vui chơi trăng thanh gió gửi lời xa quay đến tầm vài xa dền thanh tầm vài. Người ơi, đôn đây có gái hạt thai để ta đổi địch một vai trống canh, dầu thua dầu được cùng đánh, bỏ công yên bụt sách đen bấy lâu. Người ơi, ai mà thông vì thảo đến đất Trường Lưu không xứng mà xứng danh rửa hè. Ơi là bạn phương vải ơi, băng qua Cửa Thèm tìm về, bày lá tên nguyện lá họ con quê tiên ở điền. Vậy thì mách với khánh hiên, con ngựa bạch có móng chân đen, hay các tiên đá hầu, ai mà quen thì cho treo đó. Ai mà quen thì cho treo cả câu nè. Nghĩa là các o phương vải ơi, cho dù ngựa bạch có móng chân đen, cầu bảy bây túi cấm cương khí thật mạnh, thì ngựa không quen, cầu bảy bây túi cũng treo. Không quen cũng treo đó. Cầu bảy cũng liêu vàng đó hề. Ơi là bạn tình ơi, không thơm cũng thề hoa lai, dầu không thanh ngỡ lịch cùng lá ngài trướng ngỡ lưu. Lắm phường nhiều ở quý Trường Lưu đây, lắm ở phường nhiều ở quý có hó quý hạ xa, gái Trường Lưu đẹp mơ già đẹp nên lại vì ở tay để túi vượt đò cay, để túi băng qua Cửa Đèn đến tìm ngài qua Cửa Đèn. Ơi là bạn tình ơi, già là đêm đêm đi rồi đêm nữa, hoa là lửa lửa ngon với lửa than, thiệp thấy trang cao họ lớn nữa
muốn trao duyên người ở phần. Nhưng ngài ngài đang nó dám mơ theo. Người ơi, nhật là ngày, ngày này sau ngày trước thì là nước, nước đục với nước trong. Tiếng đồ nó này rộn tỏ dòng ước duyên tân tân. Nhưng ngài ngung biết nói chi. Ôi là bạn tình ơi, cho trăm năm tình cuộc vuông tròn. Phải gió cho hết thì ngọn nguồn lạch nhã. Sông ngân hà nước khô nước khốc, con sông vàng chín khúc lượn long. Nàng về liều đò cho sông, em buông cây đào liều, anh mới hong xuống lên. Bây giờ thiệp lớp nói chàng lại đòi tố vôi. Chưa hai bên thầy mẹ đã cầu hứa ra rồi, giữ chàng nụ thiệp buông cây đau liều. Thì hỏi hỏi tôi nặng với trời ai ơ mà. Ơ ni cả o, ni cả o. Ở những vùng quê, vất vả nhất vẫn là người nông dân một sương hai nắng. Vùng đất nghề tình, người nông dân lại càng vất vả vì không được thiên nhiên ưu đãi. Nơi đây, người dân tuy không dư giả về vật chất, nhưng bù lại, tinh thần luôn nhẫn nại, chịu khó, chịu thương, lấy cần kiềm tiết ước để sống cùng năm tháng. Ở đâu có lao động, ở đó có ví rằng, hát để quên đi mệt nhọc, cho đường bừa chóng huyền, đường cày mau xong. Trong những lần hát dân ca vị dằm, họ không chỉ học được những câu hát hay, hát mới từ bản hát, mà còn học được cách sống, cách đối nhân xử thế. Trong cuộc sống bồn bề với những lo toan cơm áo, câu vị dằm đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu, giúp họ quên đi nỗi mệt nhọc sau mỗi ngày làm việc vất vả. Bây giờ, chúng mình ngược dòng sông Lam, về với chờ Dung, chờ Ràng, để hòa mình vào những câu vị dòng của một câu lạc bộ dân ca phường Cẩy trên đồng ruộng quê hương. Người ơi, đất quê ta lắm mưa nhiều nắng, khi lũ ngập đông, khi ruộng hàn nặng trang, lại thêm ngọn gió nôm nam, cánh nông như rửa. Hỏi cô nàng là tình răng. Người ơi, hỏi người đắp đập bé bơ, ruộng anh đây nước để bơ.
ruộng hoang đồng khổ anh tưới, ruộng hoang anh cày nào cũng sáng về ngày, ruộng đồng vui cây cày. Em mong em chờ như đông ruộng hàn, đợi chờ cơn mưa anh thưa cũng thấy mẹ ra đến đấy ta cày cày nào cũng sáng về ngày, ruộng đồng vui cây cày. Đến đây hỏi khách nhà đông, một trăm màu ở ruộng thì mấy công nó cày bừa đâu. Mấy công trả lời đi. Mấy công để đó. Người ơi, nhà nông đêm nghỉ ngày làm, một trăm mẫu ở ruộng, một ngàn ngày công, chứ đến đây hỏi khách mà không đã có ai cày ở cấy ruộng đông nơi em chưa. Tay em cầm mơ cây mà em cấy cả ruộng làng, ruộng em nở bò hoang, anh muốn sang cây cấy vợ hoang mà cây cấy. Nhưng ruộng đi ruộng mồi kéo trơn, lối rồi mới xa lấy cỏ với lạc rồi mới mọc ở đây dư ruộng hoang rồi mới khó vợ ruộng hoang đây. Từ quê nghèo mà
hôm nhọc nhằn đất này hiểu học làm đất qua bằng đã lưng danh giờ anh mang theo truyền thống mà quê mình em mở lại chuồng đông anh vào binh ứng thì điện trang nếu ở trong mà đi dẫu ngày xưa có thể khác bây giờ, nhưng chất nghề anh tin là vẫn chảy trong huyết quản mỗi người quê ta đây, sống nơi nào cũng muối mặn gừng cay. Thêm thương thắm hương dân ca con trôi mỗi
giọng hạt vĩ khi cất lên nghe tha thiết, quấn quýt, vấn vương. Đứng gần nghe như nhắn nhủ, như nỉ non tâm sự. Đứng xa nghe man mác bâng khuâng. Trong vĩ có dòng, trong dòng có vĩ. Người nghề vừa dứt câu hạt vĩ trong đối đáp gửi ra, có thể biến điều ngay sáng hạt dòng thay cho lời từ sự, sẻ chia, thể hiện cho tâm thế, nội lòng người hạt. Từ Hoành Sơn ra Tần Khe nước lành, ở xứ nghề, hầu như vùng nào cũng có những người say sưa với hạt vĩ, hạt dòng. Phía sau những lũy tre xanh mượt là những ngôi làng bình dị. Với mỗi người dân, hạt vĩ dòng như một món ăn tinh thần quen thuộc, mà nếu thiếu đi, chắc hẳn sẽ thiếu vắng khôn nguôi. Mặc cho thời gian xô đẩy, dòng chảy của dân ca vĩ dòng khi âm thầm, lúc mãnh liệt, với nỗi niềm đam mê của bao thế hệ người dân nơi đây. Sáng trăng ngồi gốc cây mai, bóng mình lại tưởng bóng ai tìm mình. Ra về nước mắt trung chừng, ngắm chuông chuông rầm, ngóng rừng, rừng xa. Câu hát đã theo chân những người con xứ nghề đi đến bao phương trời, với nỗi lòng ngóng trông, mong muốn một ngày được tìm về với câu vĩ rằng chốn quê nhà. Người ơi, chứ một lời thề không duyên thì nở, mà hai lời thề không vợ mà ba lời thề khơi núi ngăn sông. Em nhớ theo anh cho tròn đào kèo luống công, anh đợi chờ.
con muốn cô dạy cả con bài chi? Bài hát phụ tử tinh thần cô ạ. Được rồi, bữa nay cô sẽ dạy cho cả con bài dòng ru phụ tử tinh thần nhá. Nào, cả con ngồi xuống cả đây với cô. Nào. Phụ tử tinh nhớ thấm công thầy rơi nghĩa mẹ, đừng có tiếng tăng chi rằng lời đứng cả thiền dài ơi, nói mẹ cha sao nên mà cài mẹ thấy sao phải à. Con đứng đưa gạt đưa thương cùng nhặt sai chi ở từ mà cùng giải băng chi ở từ giữ trong sánh nhớ có chữ con người phải trong con ta thơ
dân ca ví dặm nghệ tình, chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào ngày 27 tháng 11 năm 2014. Ví dặm được vinh danh, vùng đất xứ nghề, điểm bắt đầu của con đường di sản miền Trung, nơi có sân bay quốc tế, có ga tàu, cảng biển, sẽ thuận lợi hơn trong việc kết nối các vùng di sản Việt Nam. Từ miền Ví Dặm ngược ra Bắc, du khách sẽ đến với thành nhà Hồ Thanh Hóa, Tràng An Ninh Bình, Hoàng Thành Thăng Long, Hồi Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, Vịnh Hạ Long Quảng Ninh, dân ca Quan Họ Bắc Ninh, hát xoan và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương Phú Thọ. Từ miền Ví Dặm vào Nam, du khách sẽ đến với phong nha Kẻ Bàng, Quảng Bình, nhã nhạc cung đình Huế, phố cổ Hội An, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và đờn ca tài tử Nam Bộ. Xứ nghề, miền Ví Dặm đã trở thành điểm sáng trong bản đồ du lịch Việt Nam. Dần thương mà nhớ, để tim anh bồi hồi khắc khoải tháng năm xa. Tiếng quê hương anh yêu từ thuở bé, câu dần thương em bắt nhịp cầu. Cho anh về để thêm yêu câu hát, câu hát em ngân chẳng tắt nửa chừng. Đậm trong yêu thương nên mượt mà say đắm. Tiếng mẹ, tiếng cha quê mình trầm ấm, thổi bao đời câu chữ mài còn rung. Hạt gạo ta ăn, mằn chát giọt mồ hôi chai nhỏ xuống ruộng đồng, củ khoai mỡ rau bàn tay mẹ lo chan vì gió Lào và muối biển. Câu dần thương nay đã hóa nhịp cầu, yêu đến ngàn lần gừng cay muối mặn. Tiếng ga gáy
rằm anh hát cùng em. Buổi lễ vinh danh dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cũng xin được kết thúc. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã đến tham gia với chương trình. Xin nói lời chào tạm biệt. Anh hát cùng em.